Ê Dũng ơi. Hả? Đang đứng đâu vậy? Đang đứng ở trước cửa siêu thị nè. Ngay chỗ siêu thị. À, ngay cửa siêu thị đúng không? Rồi, đang tới luôn á. Hi, chào các bạn. À, các bạn hôm nay Phương đã có mặt tại Thủ Đức, Linh Xuân Thủ Đức. Hôm nay Dũng dũ hai anh em đi xuống quay mấy cái cảnh ở chỗ này là đền tưởng niệm của các vua Hùng các bạn. Cô Phương thì chưa đến chỗ này nhưng mà Dũng thì đến đây rồi nên Dũng biết địa điểm nên Dũng dẫn đường. Bây giờ Phương với Dũng sẽ đi vào trong. Review giới thiệu là những cái hình ảnh, những cái cảnh ở bên trong của cái đền tưởng niệm của các vua Hùng các bạn. Đây. Vọng không? Vọng cho đây vọng không? Đi thử cái viết của môi chân luôn. Trời, bây giờ bữa nay đó, để coi bữa nay giờ này là hôm nay bữa nay đi sớm hơn bữa các bạn. 11 giờ rưỡi lúc hồi sáng Phương Dũng điện là lúc đó cũng mới có 9 giờ mấy á, nên tranh thủ bữa nay đi sớm hơn được mấy tiếng. Ở dưới đây là gần ngay chỗ làng Đại học Thủ Đức các bạn, lớn lắm. Làng Đại học Thủ Đức nãy Phương đi ngang với lại coi trên thấy trên mạng nhiều nhưng mà chưa có biết, chưa giờ đi ngang, nãy đi ngang thấy khu vực đó lớn lắm các bạn. Cây cọ hay gì trước nhiều chứ kìa. Cọ chứ không phải là ấy nữa đâu. Mai thốc nốt hả? Ở đây cây cọ quá chừng luôn các bạn. Nhìn giống cây cọ này hình đâu ở bên nước Malaysia ta làm dầu á, làm dầu các bạn. Dầu ô liu à? À dầu ô liu mà. Ừ, chị thấy giống cái trái ha. Mà. Cái loại khác đúng không? Hả? Cái loại khác đúng không? Không đâu có. Nhưng mà hình đâu chắc nó giống khác nha, sao mà nó giống vậy? Nó ở trên nhìn xuống nó giống y cây dừa mà đất nước bên Malaysia là chuyên môn gì sản xuất gì dầu không ở bạn thấy quá trời luôn. Đây là bắt đầu tới cổng chính vào đền tưởng niệm của các vua Hùng rồi các bạn. Đây bây giờ hiện giờ Phương đã đứng tới cái chỗ này là trước cái cổng đền tưởng niệm của các vua Hùng luôn bạn. Ở trong đây rộng lớn lắm. Chỗ này Phương cũng chưa bao giờ biết, đây là lần đầu tiên biết tại Dũng đi đến đây rồi bạn. Dũng kênh YouTube TTV 86 tới đến đây rồi nên sáng có điện Vũ Phương xuống quay. Vũ Phương xuống đây quay thì hiện giờ Dũng đang quay ở ngoài. Nhưng mà thấy cũng không có ai đi tham quan mà có do trời nắng. Với lại hình như những chỗ này là những ngày vào những ngày ngày lễ lớn các bạn. Những ngày dằm lớn thì mới có người đến, những ngày lễ lớn của những ngày giỗ tổ, mấy ngày giỗ của vua Hùng các bạn thì mới có người đến. Còn bình thường thì chắc chỉ là có khách, ít vài khách đến để tham quan thôi các bạn. Làm bằng đá khối rất là đẹp các bạn. Xây và người ta chán đá rất là đẹp. Phương thì không có am hiểu gì cái hai bên là được để không có nghiên cứu rõ về cái các đền thờ vua Hùng đây. Có Dũng là biết các bạn, Dũng là thường xuyên khi mà đi đến cái nào review á hay tìm hiểu trước lắm, còn Phương thì bất ngờ.
Đi theo ăn ké. Phương thì không biết về lịch sử nữa. Có Dũng biết đi theo ăn ké, Dũng Dũng sẽ giới thiệu về lịch sử của các vua hùng ở đây cho các bạn cùng nghe luôn. Có biết gì đâu, nói không biết cái gì. Chưa học lịch sử. Dốt lịch sử. Học xong giờ có nhớ gì đâu. Lớp mới lớp 8 mới nghỉ rồi. Kêu giờ kêu hỏi gì lịch sử vua hùng thì sao nhớ, sao biết. Đây các bạn. Đây là những cái viên gạch được làm bằng đá tảng lô cắt rất là đẹp. Đấy. Mà thời trước thì không có xây hay là những cái chỗ máy gì các bạn, người ta chủ yếu là dùng đá tảng để lắp ghép thôi. Và nếu mà có lắp ghép bằng cái kết nối thì chỉ có là đất thịt và những cái gì chất liệu mà tự nhiên ngày xưa người ta làm, chứ còn không có như bây giờ là dùng cồi xi măng nên người ta trang trí nè, rất là giống như thời trước, giống như mấy bộ phim. Mà ở đây thì nói tới bộ phim thì ở đây được quay rất nhiều bộ phim kiếm hiệp các bạn. Cái bộ phim kiếm hiệp của mình hay là nhất là đặc biệt là những cái tuồng cải lương, tuồng cổ các bạn, là được quay ở đây rất là nhiều. Sao giống bếp hay à? À, phải coi cho mà. Ở đây có nguyên cái làng tre đẹp đúng không ạ? Bạn, đây là tre này, tre kiển nè bạn. Tre này là tre kiển chứ không phải là tre loại mà có gai đâu. Tre này không có gai các bạn. Tre này rất là đẹp, giống dạng của thánh giống á. Thánh giống hồi xưa sử dụng tre này nè. Sao không biết ông? Hả? Sao không biết? Cái thầy đi học thánh giống thì cái môn đó không quên rồi. Thấy trên hình không à? Ừ, thấy trên hình. Các bạn ha, tre rất là đẹp. Đây văng giọng à. Đều cái ít gió thôi, không có cái giọng. Cái giọng ngồi có giọng nằm ngủ ngon á. Nhớ trước là có trọng thị Mỹ Châu. Đường đi lên là cái cung nỏ tên thành làm bậc tam cấp là có con vua thằng Kim Huy đó. Và đó như thời sau đó. Cái chỗ đền thờ vua Hùng thì ở ngoài Bắc cũng có một cái rất là lớn các bạn. Rất là lớn và nó có từ xa xưa rồi chứ không phải bây giờ. Còn cái khu vực vua Hùng quận 9 này thì cũng đây các bạn thấy không, nguyên một hàng lý tre, không phải lý tre xanh nha các bạn. Tre xanh là tre gai, còn đây là tre vàng. Hả? Quay ngược ánh sáng, quay ngược lại. Đó, nhìn đẹp đúng không ạ? Mát, gió thổi. Ở đây mới là đúng văng cái giọng bắt từ bên này qua bên kia, văng giọng ngủ một giấc. Quay phim mà không có yên luôn á nha. Đang quay. Các bạn, thì đây là các bạn đồng hành cùng mình, bạn Phương. Hi, xin chào các bạn của YouTube TV, của khán giả YouTube, khán giả YouTube Today các bạn. Chưa, đi hết chưa? Chưa, giọng quá. Giọng ở đâu, giọng từ đây mình đi lên kia là có một tiếng thôi. Người ta chụp hình đó là người ta mặc áo đẹp đẹp vào. Đấy, này con chưa thay đồ đi không chịu. Con, bé này, con ở đâu mà lần đầu tiên xuống đây hả? Cũng Thủ Đức mà là ít đến đây chưa hay sao? Thủ Đức gì là gần chưa chú rồi, coi chỗ nào? Dạ, con ở phường Tân Bình á. À, cũng giờ. Mà bữa nay chưa đi học phải không? À, còn đi học không? Con đi làm rồi. À, đi làm rồi hả? Đi làm rồi hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Con 26 rồi đó. Cái gì? 26. Mặt này 26 có tên lỗi không? Non như cái gì vậy? Con mấy này? Dạ, con 202. 202 là được 18 tuổi rồi. 18 tuổi. Trời ơi. Con 26 rồi đó. 26 mà nhìn non quá, còn non quá. 26 gì đâu mà sao chút xíu chưa rồi. Có thiệt mà, con sinh năm 94. À, vừa có người yêu chưa? Dạ có rồi. Có rồi hả? Trời ơi, không ngờ luôn á. 26 tuổi mà kiểu này thôi. Giờ con mà đi học cấp 2 là chú muốn trên luôn á. Dạ. Chứ đợi luôn lớp 7, lớp 8 thôi. Ừ. Còn mấy đây là con đi học chưa? Dạ, con đi học rồi. À, đi rồi hả? 18 tuổi, 26 tuổi. Nhưng mà nếu mà không nói chắc không ai tin luôn. Không tin, tao nghĩ là bạn bạn bằng lứa tuổi nhau thôi. Rồi, cái cô này có người yêu chưa? Rồi luôn. Mới 18 tuổi mà yêu rồi. Đâu có, tại do dễ thương quá nên trai đến. Cái này là con yêu sớm rồi. Giờ xưa chú học lớp 11 chú mới yêu.
chú lắm người một yêu mà, nhưng mà giờ chú vẫn còn cô đơn. Thôi hai đứa cứ đi chơi tự nhiên không sao đâu, không có ngại dùng gì đâu. Mình lớn rồi mà 18 rồi, 26 rồi. Hai đứa đi quay ra gì, YouTuber hả? Chú là đi vay phụ, còn người này mới chính nè. Người này là triệu view rồi. Chú nó giận, chú nó giận. Nói chung con vào kênh của chú đó là kênh YouTube TV 586, vào coi ủng hộ. Chú là cái trai kênh đó, chú này thôi. Kênh chú đó cũng lớn, cũng có kênh YouTube triệu view rồi đó. Con mở cho vô là dưới chữ YouTube TV 886 này nè. Chú hay quay về những cái phần tâm linh đó, ngôi mộ với lời hoặc kia rồi. Chưa có người yêu thì chú giới thiệu chưa? Dạ có rồi chú ơi. Có hả? Mà không tin nổi luôn nha, bé kia 18 tuổi mà thật. Nhìn cái mặt nó ngon ẹt luôn ha. Còn đứa này 26 tuổi rồi ra, đừng nói không ai tin. Người đang nói mà cũng không tin nè. Có chứng minh không? Đi chợ đi ra người ta tại vì thấy anh nói không tin. Cái kiểu này là chắc chú phải quay một cái video và đọc và lạ quá. Người trẻ tuổi rồi. Ừ. Rồi là hai đi đường gặp hai cô bé, rồi là cái tuổi là gần như giấy chứng minh nó sai sự thật. Đúng rồi. Nó bị dối lừa. Ở đây bà con sinh năm 94 tuổi con chó. Ừ. Đúng rồi, từ 94 thì... Nhưng mà hơi ngạc nhiên, nghe nói 26 tuổi hơi ngạc nhiên. 26 nếu mà người miền Tây kè thêm hay lại rồi đó. Nhưng mà người theo người miền Tây là thêm từ đà rồi hay bạn. Nhưng mà con thì chú nghĩ là con học cấp 2 thôi, không nghĩ luôn á. Con bé kia là tầm là 16 tuổi thì được, 15, 16 tuổi thì được. Ai nghĩ đâu là tự nhiên đứa 18, đứa 26. Con tên gì? Con tên Sun. Sun hả? Ủa tên Sun. Tên giống người Hàn Quốc hả? Dạ không, tại con lấy được trên Facebook của con là Sun. Gì Sun? Sun, Sun. Sun là gì vậy? Tại Sun đây hả? Sun đây á. Người nào có con ở tỉnh nào? Có ở miền Trung. Miền Trung. Dạ. Có ở Huế. Huế. Đáng lý là chú quay hai đứa. Quay đây. Chú sợ biết sao? Tại vì làm YouTube kênh chú là kênh người lớn, không phải là kênh bậy, nhưng mà con quê ở đâu nè, con quê ở đâu à? Kiên Giang hả? Nhưng không ngờ là cái cô bé này là 26 tuổi. Tính ra là bây giờ người ta có chồng có con rồi, tay sắp tết mang rồi. Nhưng không ngờ là cái gì nè, xíu xíu à. Do con yêu đời mà. Người nào có chưa có chồng người ta sẽ chạy hơn người có chồng chứ. Vừa tay chân như mà xong tùm lum tà la vậy. Đó là nghệ thuật thôi. Nghệ thuật thôi chú ơi, không phải là... Chứ không phải là... Không phải là... Anh chơi đâu. Không tên người yêu hay sao? Tên gì đây? Cái chữ gì đây? Cái này là Xuân Linh, là tên chú của con. Còn này là địa danh của bạn con. Nấm hả? Dạ. Cái nấm này nấm độc quá. Nấm độc đúng rồi. Nấm độc ăn không được rồi. Vô kia tôi mát kìa. Mấy này sao đi? Giao Huế rồi. Dạ. Giao Huế rồi, mấy năm trước ra rồi. Con gái nhà đó người ta mặc áo dài hả? Cái thời chú ra chú học á. Cô gái mặc áo dài, trời đội nấu lá đi chụp hình đó. Nhìn đúng đó. Mê hồn luôn. Mặc cái giọng nó rất là ngọt. Tuy là nó bình thường nói sẽ khó nghe nhưng mà rất là ngọt. Nhưng mà nó nhẹ nhẹ dễ thương. Đó, nhưng mà cái giọng con thì nó hơi bị lai thì không chắc được. Rồi, nhưng mà với cái dáng này thì bây giờ mình hơi thất vọng. Không, người có người cao người thấp mà. Dạ dạ. À, cảm ơn hai đứa nhiều nha. Dạ. Đứa chơi tự nhiên đi. Dạ. Sao đó. Cảm ơn hai đứa cháu nha. Dạ. Ngại ngùng lớn là quân rồi, giống như những tấm tấm thảm. Tấm thảm mà gấm của người dân tộc á. Ừ. Về trước các bạn. Và đồng thời có những con chim lạc hồng nữa. Vắng. Ở đây ve kêu dữ lắm nè. Ừ. Nếu không có tiếng nói là về lọc chết luôn. Mấy cái bình để đây làm gì ta? Để trang trí hay làm gì đó. Thì mình cũng đã đi được nữa đâu. Đọc nè, rất là xanh mát mẻ và rất là đẹp. Ở đây thích hợp cho chúng ta quay phim, chụp hình cưới. Các bạn ơi, nếu mà các bạn mà vào đây đi tham quan thì nhớ đem theo nước uống. Tại vì trong đây không có bán, không có quán nước dùng. Có khát nước, nếu mà các bạn mà muốn tìm nước uống thì khó các bạn. Nên nhớ phải đem theo nước uống đỡ. Hơn thì phải đem theo cho nước. Có khăn luôn Dũng. Khăn mát, dâu có. Giống đàn bà. Có bình thường mà, thời đại này đi cần có, tại mình được kia. Là miếng đem á, không có ba lô á, có ba lô mà đựng đồ hết trơn rồi. Nóng lắm, theo, có mấy khăn này. Nó nóng.
cái này cũng dưới còn lạnh lạnh, còn của mình bỏ vô cấp xe nóng hổi luôn, lo như khăn nóng rồi, chứ còn không lạnh. Đi đường mà có mấy cái khăn lạnh, khăn mát đỡ mà, nhiều lúc buồn ngủ á, mình đậu lại mình lau nó tỉnh. Ồ mấy cái cảnh này cũng quay nữa. Quay hết. Quê sinh mà quay trời. Có sao chia sẻ thật. Lát nữa tôi đi gì đó ông đừng quay nhau nữa. Ồ cái xe ôm vlog bạn nó đi vệ sinh nó còn quay luôn. Xe ôm vlog về cái mở kênh coi coi đậu bụng. Xe ôm vlog á. Mà nhưng mà mấy cảnh đó không quay không tốt. Tôn dạy trọng khán giả anh tí. Ai da. Lao vào đỡ bật mát. Lao xong bọc túi các bạn, đừng bỏ rác bừa bãi. Mình nói cho ta mình phải giữ gìn sạch sẽ. Bỏ túi thì về tí đi ra kia dục. Ở đây máy bay bay nhiều quá, dù ghe kia không biết có kể câu chuyện ma được không? Để các bạn vào đền thờ Vua Hùng Vương nghe Dũng chuẩn bị kể một câu chuyện là tâm linh. Là câu chuyện ma làm video khác. Ly kỳ luôn. Thôi vậy thôi, không kể chuyện tâm sự cho đời trai đi. Có nhiều bà, có nhiều người vào và có một vài người hỏi Dũng năm nay bao nhiêu tuổi, gia đình sao rồi. Vào kênh mình giới thiệu Dũng hỏi trả lời nha. Hôm nay đi quay Dũng cũng được mấy cái video bạn, mà có sự góp mặt của Dũng làm như nó ăn ảnh, nó sáng sân khấu, người ta vào xem cũng đỡ hơn ngày trước. Ngày trước video quăng lên có mấy chục view các bạn. Tôi chia sẻ ông rồi. Hả? Tôi chia sẻ lên đó. Chia sẻ là sao? Chia sẻ lên rồi đó. Không biết luôn. Sao là lưỡi tre vô cùng đẹp luôn. Ở đây có một cái ao sen. Có hồ nhỏ các bạn, không phải ao sen, hồ nhỏ cũng đẹp. Rồi đi lên đây nữa là chắc cũng là còn ở trên này có cái là thờ và những cái hình ảnh của các vua hùng hay sao ạ. Phương cũng chưa biết nữa. Dũng đã đi lên trước rồi, giờ Phương đi lên. Cái khu tưởng niệm đóng cửa hết các bạn à. Dũng nó vào trước rồi. Do giờ trưa các bạn. Vào. Hai xin chào các bạn. Nãy giờ thầy Phương cũng đi vòng vòng chia sẻ về các hình ảnh ở trong đền tưởng niệm của các vua hùng các bạn. Thì ở trong đây là cái có khuôn viên nó rộng lớn lắm, cây cối cũng rất nhiều mà mát mẻ các bạn. Nếu mà các bạn nào có gần đây mà chưa đến á, thì dụ thêm 5-3 người đến đây vào tham quan ngắm cảnh, tổ chức ăn uống nhà picnic ở ngoài đây cũng vui lắm bạn, mà mát mẻ nữa. Ở đây thì cũng có nhiều cái khu cây các bạn, nhiều lùm cây nó che nắng mát lắm. Đây sau Phương là có nguyên cái làng cho khu này, cái nguyên cái hàng tre các bạn thấy không, ngồi đây mà ăn uống trò chuyện những ngày cuối tuần các bạn cũng vui. Thôi video hôm nay Phương chỉ chia sẻ về cái hình ảnh ở bên trong của các đền thờ vua hùng đã có công dựng nước, chia sẻ với các bạn. Video này xin kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn, tạm biệt.